Xin chào anh chị em đã quay trở lại với kênh Hàn VIP. Hôm nay bên em sẽ giới thiệu đến chị một bộ máy lọc nước Yim Kiềm, hay còn gọi là máy lọc nước điện giải, hay còn một gọi một tên khác là máy lọc nước Kangen gì nhé. Nó là một loại nước thôi nhưng có ba tên gọi khác nhau. Chiếc máy hôm nay em muốn giới thiệu đến chị đó là một chiếc máy của hãng Panasonic TK bộ 7208. Chiếc máy sở hữu 3 tấm điện cực, có màn hình hiển thị số LED, có hình và độ pH nó sẽ từ khoảng 4.5 cho đến 10.0. Máy có một chiếc vòi ra sử dụng một đường dây cấp nước và một đường dây thải, một kèm một lối mới. Đây là một cái vòi khóa mở nước, đây những cái phụ kiện kèm theo nhé. Nói chung bên em sẽ cung cấp đầy đủ hết các phụ kiện để chị lắp đặt luôn. Thì chiếc máy này nó chỉ đâu đó chỉ bằng khoảng một con máy lọc nước, khoảng mấy cái loại lọc nước của hãng RO mà thôi chị nhé. Nó rất là rẻ, và nhưng mà em nói với chị là cái nước Yim Kiềm thì đương nhiên nó sẽ tốt hơn máy lọc nước RO rất nhiều. Tại lọc nước RO nó sẽ lọc hết sạch khoáng luôn, không còn khoáng chất nên cơ thể chúng ta sẽ thiếu khoáng nhé. Và khi máy cái RO nó lọc, cái lõi RO nó lọc thì nó sẽ nước nó sẽ từ trung tính nó sẽ trở về nước mang tính axit, nên là chúng ta uống nó sẽ không tốt cho sức khỏe. Còn chiếc máy Yim Kiềm này nó sẽ tạo ra nhiều độ pH, mỗi một độ pH nó sẽ phục vụ theo cái nhu cầu ăn uống riêng của chúng ta, ví dụ pha thuốc, pha sữa, ống thuốc này, dùng nước trung tính này, nước rửa mặt là nước có độ pH khoảng 5 đến 5, 6.0 này, 8.5 uống làm quen, 9.0 uống làm quen tuần thứ hai, và dùng nấu cơm nấu canh, 9.5 dùng để uống thường xuyên và pha trà, pha cà phê. Máy có chức năng tăng cường điện phân, tăng cường hydro. Có hiển thị lõi lọc khi nào hết thì máy sẽ báo. Lõi lọc sở hữu lõi lọc 6.000 lít nhé. Và em bán loại lõi lọc cao cấp là lõi lọc bình thường, lõi lọc nó sẽ lọc được khoảng 13 chất, nhưng đây là lõi lọc cao cấp nó sẽ lọc được 19 chất nhé. Đó, dòng này dòng dòng cao cấp nhé. Dòng cao cấp nhất của cái loại 6.000 lít của hãng Bala nó dòng TKS30 gì nhé, lưu giúp em lọc được 19 chất. Và đây là những cái model cơ bản để chiếc máy thay được nhé, như cho những cái dòng máy này. Nó lọc mới 100% nhập, em mua từ bên Nhật về. Đây nhá. Rồi, phụ kiện thì anh chị thấy là chiếc máy này về thì khá đẹp. Nếu hình thức bên ngoài thì em sẽ đánh giá nó khoảng 90 đến 95%. Gần như bề mặt này nó không có vết chảy xước luôn, rất hiếm những vết chảy xước nhá. Có nhưng mà nó sẽ là rất là nhỏ thôi, gần như chúng ta sẽ không có cần để ý những vết xước quá nhỏ. Em sẽ tặng kèm anh chị một cái chai nước thử pH để lâu lâu chúng ta sẽ kiểm tra máy nó có hoạt động tốt hay không, và một cái bảng màu đi kèm với nhau. Đây là một cái bảng dẫn sử dụng nhé, bằng tiếng Việt bên em có dịch ra. Từng các loại nước chúng ta dùng để làm gì chúng ta sẽ có thể nghiên cứu thêm ở đây, mình đọc ở đây nhé, chi tiết luôn. Đó, nước để pha sữa, uống thuốc, nước để pha trà và cà phê để em đều ghi ở đây hết nhé. Và đây là một cái sách hướng dẫn sử dụng. Chiếc máy này về vẫn còn nguyên catalog nhé. Chiếc máy này về giống như hàng xài còn rất đẹp luôn, mà giá thì khá là ổn. Tại riêng cái lõi lọc này anh chị đã mua phải giá trên 2 triệu rồi, nếu mà chị mua lõi lọc mới nhé, tùy tùy chỗ bán giá khoảng trên 2 triệu. Đây là cái khóa mở nước chuyên dụng, khi mà anh chị muốn dùng chung cái vòi labo anh chị ấy, thì mình sẽ xoáy cái này vào cái vòi labo. Khi chị xoáy một lớp nào đó thì nó sẽ chảy dùng cái vòi labo bình thường. Còn khi chị xoáy lên cái mức này chẳng hạn thì nó sẽ dùng nước chảy đây và nó sẽ chảy vào máy Yim Kiềm. Trước khi chị gắn máy lọc nước Yim Kiềm thì mình sẽ lên gắn một bộ lọc thô 3 lõi như vậy nhé, chỉ cần 3 lõi mà thôi. Và anh chị lưu giúp em, nếu mà chị dùng cái lõi lọc RO thì nó sẽ lọc hết khoáng và nó sẽ không dùng cho máy Yim Kiềm, lưu giúp em nhé. Qua máy RO là sẽ không có dùng được máy Yim Kiềm. Thì trong bộ lọc thô này có 3 lõi này, thì bên em dùng loại lọc thô của Đài Loan nhé, chất lượng khá là ok. Còn một số những bộ lọc thô thì nó cũng có nhiều giá lắm chị ạ, 1, 2, 300 ngàn, 500 ngàn, 700 ngàn, triệu chỗ mấy. Thì bộ lọc thô của em thì em bán giá khoảng 800 ngàn, 8 rưỡi. Tùy thời điểm giá lên xuống nhé. Và trong bộ thô này thì nó sẽ có một cái van chia nước đầu nguồn anh chị này, và hai cái đầu co này thì mình sẽ lắp ở hai bên bộ thô này. Và bộ thô bên em cũng đi dây phi 10 hết, tất cả đi dây phi 10 hết nhé. Nếu mà anh chị đi dây phi 6, nếu mà nước yếu thì nó sẽ bị không đủ áp lực thì mình sẽ phải dùng bơm tăng áp. Nên là chị cố gắng mình sẽ, nếu mua mua mình nên mua đồng bộ, hoặc là nếu chị mua được lọc thô thì mình cố gắng mình mua những cái dây phi 10 nhé, cho nó lớn ra thì mình nó sẽ đỡ bị nước yếu hơn. Rồi, chiếc máy này thì đây em đang cắm thử điện nhé. Chiếc máy này sản xuất năm 2016 luôn.
Cái dòng máy Panasonic TK728 này thì nếu mà chị nào đã từng đi mua máy cũ thì rất hiếm đời cao nhé. Đa số là chỉ đâu đó khoảng trên dưới 2050. Đó, nếu mà gặp những con 2014, 15, 16, 17 thì rất là hiếm luôn. Đó, đây em cắm điện vào này. Con máy này về thì nó đang không có lõi lọc nhé, không 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 lõi lọc ở bên trong. Nếu mà nếu ví dụ nó có lõi lọc bên trong đi nữa thì anh chị cũng nên dùng lõi lọc mới thì nó sẽ an toàn hơn. Đấy, mình mua máy cũ nhưng mình sẽ lên thay lõi lọc mới. Đây làm tư vấn video nào gần như em cũng tư vấn cho chị là lên thay lõi lọc mới nhé. Tại vì cái lõi lọc ấy thì nó sẽ quyết định đến cái việc nước sạch hay không. Còn cái tấm điện cực thì nó sẽ quyết định là nó ra chỉ số pH, chỉ số RP, chỉ số hydro tốt hay không, nó cho tấm điện cực. Còn lõi lọc là, nhưng mà trước tiên chúng ta phải lọc sạch cái đã, sau đó chúng ta mới tính những chuyện nước tốt hay không tốt. Còn nếu mà anh chị lọc nước có pH, có hydro, có ORP, nhưng mà nếu mà lõi lọc không sạch, lõi lọc không có chất lượng thì nó, hoặc lõi lọc nó hết rồi thì nó sẽ không có lọc được tạp chất độc tố trong nước, thì lưu giúp em nhé. Nên là cái lõi lọc rất quan trọng. Nếu anh chị muốn mua máy cũ thì chúng ta lên thay lõi lọc mới thì nó sẽ an toàn hơn. Con này điện 100V nhé, dòng nó khoảng 1,3 A thôi. Đó, máy khá là nhỏ gọn. Trọn bộ như vậy nếu anh chị lắp nếu anh chị mua giá ví dụ như anh chị chỉ 3 test 1 tháng thôi thì em sẽ bán anh chị giá là giá bao test 1 tháng, nếu anh chị chuyển khoản hết 100% nhé thì bên em sẽ bán anh chị giá 7 triệu. Còn nếu mà anh chị muốn bảo hành 1 năm thì bên em sẽ bán anh chị giá 8 triệu bảy 1 năm nhé. Còn nếu anh chị muốn một đổi một trong vòng 3 tháng đầu tiên thì bên em sẽ bán anh chị giá 8 triệu rưỡi. Đó, đây là nên là anh chị có thể là tại vì một số anh chị muốn đã dùng đồ Nhật rồi á thì anh chị muốn là bảo hành ít để mình lấy cái giá thấp hơn, thì bên em hôm nay tất cả video bên em sẽ cố gắng mà làm sao báo giá thấp nhất. Và bên em sẽ có những chế độ bảo hành riêng để anh chị lựa chọn nhé, anh chị muốn lựa chọn chế độ nào cũng được. Đó, nên là chị quan tâm đến máy thì vui lòng liên hệ với em, nếu cần tư vấn sâu hơn nữa thì em sẽ tư vấn thêm với chị qua số điện thoại 0367 49 000 0938 174 008. Anh chị có thể tham khảo thêm nhiều những sản phẩm hơn nữa trên video ở trên kênh Hàng Nhật VIP hoặc là Hàng Nhật VIP 2021, hoặc là anh chị có thể vào website nội địa Nhật Bản.net để mình có thể xem gần như tất cả các loại máy lọc nước nhiều kiểu em đều đăng trên website nhé. Anh chị quan tâm đến dòng nào cần tư vấn về kỹ thuật như nào đó, có cả máy mới máy cũ thì chị cứ gọi cho em nhé. Rồi, xin cảm ơn, xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại chị video sau. Ở dưới máy nó có cái đầu hít hơi nhá.